Các thủ khoa học viện An ninh năm 2018 là thí sinh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La. Theo nguồn tin riêng của Vietnamnet thì các thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào học viện An ninh năm 2018 ở tất cả các tổ hợp đều là những thí sinh thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Lạng Sơn. Có một cách ngẫu nhiên năm 2018 thì các thí sinh trở thành thủ khoa xét tuyển hay có điểm thi cao nhất ở tất cả các tổ hợp, kể cả đối với nam hay nữ, đều là các thí sinh của các tỉnh Hòa Bình, Lạc Sơn, Sơn La. Cụ thể thủ khoa của Học viện An ninh năm nay xét tuyển theo tổ hợp A1 là một nam sinh của Lạng Sơn với tổng điểm là 28,5, nếu mà tính cả điểm ưu tiên thì là 31,25. Xếp lần lượt thứ hai và thứ ba cũng theo tổ hợp này là hai thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm thi là 27,7 và 27. Xét theo khối C3, hai thủ khoa của Học viện An ninh Nhân dân ở cả hai đối tượng nam và nữ cũng đều là thí sinh từ Hòa Bình. Nam thủ khoa với 3 môn thi trung học phổ thông quốc gia là 26,5, nếu tính cả điểm ưu tiên thì tổng điểm sẽ là 29,25. Nếu tính theo điểm thi thì thí sinh có điểm cao nhất của tổ hợp C3 là nam sinh của Sơn La với 27,6 điểm. Nữ thủ khoa có điểm 3 môn thi trung học quốc gia, trung học phổ thông quốc gia là 27,95, nếu tính cả điểm ưu tiên là 28,7. Xét theo khối D1, D2, thủ khoa tiếp tục vẫn lại là Sơn La và Hòa Bình. Nam thủ khoa của thí sinh Lạng Sơn với tổng điểm 27,3, nếu tính cả điểm ưu tiên lên đến 30,5. Nếu chỉ riêng điểm thi thì thí sinh cao điểm nhất vẫn là nam sinh của Sơn La với 27,5 điểm. Nữ thủ khoa là thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm thi là 25,6, nếu tính cả điểm ưu tiên lên đến 28,35. Điều ngẫu nhiên này tạo nên một sự chú ý khi thời gian vượt qua các địa phương như Hòa Bình, Sơn La, Lạc Sơn nổi lên với những phản ánh có bắt thường về điểm thi, công thác chấm thi và tổ chức thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Điểm chuẩn 2018 tụt mạnh, trường quân đội giảm gần 9 điểm, Đợt xét tuyển đầu tiên có nhiều bất ngờ khi điểm chuẩn trường công an quân đội giảm mạnh. Có ngành giảm gần 9 điểm, ngành y dược của các trường tốc đầu giảm 5 đến 6 điểm. Chiều ngày 5 tháng 8, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo chốt kết quả lọc ảo. Tất cả các trường đại học phải công bố điểm chuẩn trước 5 giờ chiều hôm nay, ngày 6 tháng 8. Năm nay, điểm chuẩn của phần lớn các trường ngành đều giảm sâu, đặc biệt là những trường tốc đầu sự biến động càng lớn, nhiều ngành giảm từ 3 đến 5 điểm, cá biệt có ngành giảm tới 8 9 điểm. Không còn thí sinh 30 điểm trượt ngành công an quân đội. Mức trúng tuyển cho ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố ngày chiều 5 tháng 8 giảm sâu so với năm 2017 từ 3 đến 5 điểm, cá biệt có ngành giảm đến 9 điểm, học viện quân y. Cụ thể thí sinh nam ở miền Bắc dự thi vào học viện quân y khối A0 có mức trúng tuyển giảm 8,95 điểm so với năm ngoái. Điểm trúng tuyển năm nay là 20,05 và năm 2017 là 29. Đây được xem là điểm gây bất ngờ nhất trong đợt xét tuyển này. Cũng tại học viện này, thí sinh nam ở miền Nam có điểm trúng tuyển giảm 6,65 so với năm ngoái. 20,6 năm nay so với năm ngoái là 27,25. Trong bức tranh xét tuyển năm 2017 của trường Công an, điểm trúng tuyển lên đến 30,5 ở khối D1. Đối với nữ dự thi ngành ngôn ngữ Anh, Học viện An ninh nhân dân, năm nay điểm chuẩn hạ còn 26,1 điểm. Ở khối quân sự, hai trường có điểm chuẩn 30 trong năm 2017, năm nay có số điểm tương ứng là 25,1, Học viện Kỹ thuật quân sự và 26,35, Học viện Quân y. Như vậy, nghịch lý 30 điểm trượt đại học không còn xuất hiện trong đợt tuyển sinh của năm nay. Khối ngành y dược có điểm chuẩn thấp Năm 2017, khối trường y dược xếp thứ ba về điểm chuẩn cao chót vót sau trường công an, quân đội. Trong đó, thì Đại học Y Hà Nội có điểm chuẩn đứng đầu là 29,25 với ngành y đa khoa, tăng 3,25 so với năm 2016. Đây là điểm chuẩn cao nhất từ trước đến nay Năm 2018, ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội có mức trúng tuyển là 24,75, giảm 4,5 điểm. Ngành răng hàm mặt năm 2017 lấy 28,75 điểm, năm nay chỉ còn 24,3 điểm, giảm 4,45 điểm. Với y khoa, Đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn cao nhất là 22,75, ngành y khoa giảm 4,5 điểm so với năm 2017. Ngành răng hàm mặt lấy 21,5 điểm, trong khi năm ngoái là 25,25. 25. Trước đó thì các trường y dược dự báo điểm chuẩn giảm 3-4 điểm, thực tế cho thấy thì mức trúng tuyển đã giảm sau 5-6 điểm. Lý giải về điểm chuẩn giảm mạnh, ông Lê Đình Tùng, trưởng phòng quản lý đào tạo Đại học Đại học Y Hà Nội cho hay, điểm khối B toán hóa sinh thấp hơn mặt bằng chung của các khối khác. Ngoài ra thì Bộ Giáo dục Đào tạo ra ưu tiên những khu vực từ 0.5 xuống còn 0.25, mức trúng tuyển cũng sẽ thấp đi. Ông Nguyễn Quốc Chính, Phó trưởng khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nêu ra làng có 2.000 thí sinh khối B đạt trên 24 điểm. Số này trải dài trên cả nước, có thể đăng ký vào nhiều trường đào tạo y, dược hay các ngành khác hoặc là du học. Các ngành hot có điểm trúng tuyển ổn định. Năm nay, điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội dao động từ 20 đến 25,35. Kết quả này cho thấy dự báo điểm trúng tuyển trường công bố là ngày 13 tháng 7 tương đối sát những ngành có điểm chuẩn cao hơn dự kiến tập trung vào các ngành đào tạo nhóm trên. Phó giáo sư Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết các ngành hot của trường là công nghệ thông tin, điều khiển tự động hóa, cơ điện tử tùy liên quan đến cách mạng công nghiệp 4. Đại học Ngoại thương Hà Nội công bố điểm trúng tuyển chiều ngày 4 tháng 8. Theo đó thì nhóm ngành kinh tế, kinh tế quốc tế và luật, nhóm ngành kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh quốc tế nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh của cơ sở thành phố Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển tổ hợp A0 cao nhất, tương ứng 24,1, 24,1 và 24,25. Những ngành này đều có truyền thống là điểm trúng tuyển cao. Với Đại học Kinh tế Quốc dân thì ngành có điểm chuẩn dẫn đầu là ngành kinh tế quốc tế với 24,35 điểm. Kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao thứ hai với 24,25 điểm. Trả lời báo chí chiều ngày 5 tháng 8, ông Bùi Đức Triệu, trưởng phòng đào tạo Đại học Kinh tế Quốc dân. Nói ngoài hai ngành trên hot thì ngành logistics và ngành quản lý chuỗi cung ứng tuy mới, tuy là mới mở nhưng cũng có điểm chuẩn khá là cao 23,85. Vì sao điểm chuẩn tụt mạnh? Thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên tại Hà Nội nhận định, nguyên nhân đầu tiên và quan trọng nhất là do đề thi năm nay quá khó, đặc biệt là ở những cầu vận dụng và vận dụng cao. Nếu như năm ngoái cả nước có hơn 4.200 điểm 10, thì năm nay con số này chỉ có khoảng 40, giảm tới 100 lần. Đó là chưa kể một số điểm 10 do thí sinh gian lận thi cử ở địa phương đã về, đã và sẽ còn điều chỉnh sau công bố. Cùng với mức 10 điểm, số thí sinh đạt điểm trên 9 ở các môn cũng giảm hàng trăm lần. Trong khi đó thì các trường top 2 có mức giảm điểm ít gây sốc hơn so với top đầu, thậm chí một số ngành mới phù hợp xu hướng và cơ hội làm việc tốt mức điểm khá cao hoặc tăng như là logistics, thương mại điện tử, khởi nghiệp. Nguyên nhân thứ hai góp phần làm cho điểm chuẩn các trường giảm mạnh, đặc biệt ở top đầu là Bộ Giáo dục Đào tạo giảm mức điểm cộng khu vực chỉ còn 1 2 so với trước. Những năm trước thì hầu hết thí sinh đối vào các trường top đầu y dược công an quân đội thường có điểm cộng khu vực hỗ trợ khi mức điểm chuẩn các trường này đều ở mức không tưởng, từ 28 đến 30, ví dụ như năm 2017 trong số 476 thí sinh đỗ ngành y đa khoa của Đại học Y Hà Nội, 452 em có điểm cộng khu vực là trên 95%. Trong xu hướng lựa chọn ngành nghề, học sinh ở các thành phố lớn thường thiên về kinh tế, dịch vụ, khai thác về thế mạnh ngoại ngữ hơn là các khối ngành y, dược, công an, quân đội. Sau đó, sự ảnh hưởng của việc giảm điểm cộng khu vực tới các trường top đầu cũng cao hơn so với các trường khác. Nguyên nhân thứ ba nữa đó là các vấn đề về tư vấn, phân tích, hỗ trợ chính xác tin cậy nên được nhiều học sinh đánh giá là chưa đúng về mặt điểm chuẩn của năm nay. Nhiều thí sinh không hiểu rõ những nguyên tắc ưu tiên xét tuyển nên chưa tối ưu hóa được điểm số của mình trong xét tuyển. Chính vì thế thì rất ít đại học đưa ra được dự báo chính thức về mức điểm chuẩn của các ngành của trường mình. Mức điểm sàn tiếp theo, tiếp nhận hồ sơ thực tế không có nhiều ý nghĩa. Điều này khiến cho không ít trí tử có mức điểm rất tốt từ 22 đến 25 tương đương khoảng 26 đến 29,5 của 2017. Nhưng không biết vị trí ưu thể của mình cũng như tương quan tốt so với các bạn. Nhiều em trong số này chọn đăng ký ngành trường ở mức điểm chuẩn thấp hơn so với thực tế để đảm bảo an toàn. Trong khi lẽ ra với điểm số đó thì có thể đổ vào những ngành trường ở mức điểm cao hơn nhiều. Ngoài ra một số thí sinh do đánh giá sai vai trò và tiêu chí phụ thứ tự nguyện vọng nên cũng không dám liều đăng ký các ngành ở mức điểm chuẩn cao. Thầy Vũ Khắc Ngọc cho rằng, ở nguyên nhân thứ ba này, vai trò truyền thông phân tích tư vấn dự báo của các trường và các chuyên gia rất quan trọng. Những trường làm việc có trách nhiệm và thực hiện tốt công tác này sẽ có nhiều cơ hội hơn để tuyển được đúng những thí sinh có năng lực, sở thích, nguyện vọng phù hợp theo yêu cầu đào tạo của trường và có nhiều lợi thế so với các trường khác trong công tác tuyển sinh. Giáo viên này lấy ví dụ điển hình về Đại học Bách Khoa Hà Nội khi nhà trường đã dùng kỹ thuật thống kê và phân tích dữ liệu để đưa ra mức dự báo điểm chuẩn cho các ngành các nhóm rất sớm điểm chuẩn được công bố sau đó cũng khá là sát sao với kỳ vọng của trường